Xin chào cả nhà nha. Ngày sorry mọi người, ngày hôm qua lỗi hẹn với lại những ai mà đang trông chờ cái review tiếp theo, vì mà đại để giảm giá cái phần tiếp theo. Hôm qua thì tại vì mình cũng hơi lu bu công chuyện đó, thì ngày hôm nay thì mới rảnh để lên review I'm with Aura, and today. tiếp tục những cái mẫu còn lại đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị review những cái mẫu đồng ngày hôm nay mà chi siêu giảm giá nha các bạn nha. Thì để không mất thời gian của cả nhà thì giống như chi nói với lại các bạn đó, bạn nào mà đang xem chương trình của chi và muốn mua những cái mẫu mà nhanh tay để mà có những cái mẫu mà mình có thể mua được á, thì các bạn nhớ ghi lại giùm chi cái giá tiền. Ví dụ như cái mẫu nào chụp hình gửi màn hình cho chi xong rồi ghi giá tiền ha, để chi cộng tiền cho nó lẹ. Đó thì có nhiều người thì sau khi livestream thì đã dặn chốt hàng rồi, nhưng cũng có một vài chị á cũng dặn hàng xong xuôi rồi á, là 2 ngày hôm nay chị chưa thấy chuyển tiền. Thì những ai mà dặn hay chị để hàng lại mà không chuyển tiền thì chị sẽ bán cho người khác nha, chứ chị cũng không có giữ hàng lâu được. Ngoại trừ những cái chị khách quen, những người khách quen mà đã từng mua hàng của chị, thì Jessica hay gì chị Tracy đã có dặn chị đó, thì cái đó là chị để lại rồi, mấy chị đừng lo nha. Thì cái đó là mình không nói, nhưng mình chỉ đang nói những cái người khách lạ đó, người mà chưa bao giờ mà mua hàng của mình á, mà chị thấy livestream xong rồi nói ơi chị lấy những cái mẫu đó để dành cho chị, để dành cho chị đó, nhưng mà không có thấy chuyển tiền mặc dù chị đã gửi thông tin rồi, thì chị sẽ bán cho người khác nha. Cho nên những cái mẫu này á thì chị nhắc lại là chỉ còn có một cái, hai cái, hoặc là chỉ còn có size nhỏ nhất hoặc là lớn nhất thì chị mới sale. Nhưng mà hôm nay thì có rất là nhiều size, hôm nay là có size S, size XS, size M, L, nói chung là có rất là nhiều size, nhiều mẫu. Thì mấy chị theo dõi giùm chị nha, thích mẫu nào thì chụp hình lại gửi cho chị. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người thì hôm nay tiếp tục mình review đầm xong rồi áo, nói chung là hôm nay có rất là nhiều mẫu nha. Rồi, mẫu đầu tiên ngày hôm nay, hôm qua thì nói chung là chi review có rất là nhiều những cái mẫu mà màu trắng ha, thì mọi người cũng mua màu trắng rất là nhiều, đa số là những cái mẫu đầm trắng trong cái video trước là chi đã sale hết rồi. Bây giờ ngày hôm nay có thêm những cái mẫu màu trắng mà ngắn dài khác nhau thì mọi người xem cái video của chi nha. Xin chào Thanh Trần USA, có kèm cho đồi mồi không chị? Có kem cho đồi mồi không hả? Có kèm chị không biết và không có dấu, chị không có đọc được nha Thanh Trần nha, chị không biết luôn á. Nói chung là các bạn nào có hỏi thi về tư vấn về về hàng á thì các bạn nhớ á, là gọi điện thoại cho chi, số phone của chi là có kem cho đồi mồi không phải không? Có kem dưỡng cho đốm nâu tàn nhang đồi mồi có nha. Em chào chị Nguyên Nguyên, long time no see chị. Chào chị Nguyệt Nguyên nha. Chị ở đâu Trôi Trà vậy chi? Chị ở North Trôi Trà nha, chị ở vùng là ở thành phố Caldwell. Caldwell là ngay chỗ Kennesaw đi lên hướng North á. Rồi bây giờ là chị sẽ bắt đầu review nha. Rồi bây giờ mẫu đầu tiên, đây là một cái mẫu màu vàng, đây là một mẫu màu vàng, là chị chỉ còn một cái duy nhất này thôi, rất là dễ thương luôn các bạn. Có một cái sợi dây, chị không có lỡ chị không mở ra nha, sợi dây này là mình sẽ cột ngay cái eo. Thì cái mẫu màu vàng này á rất là dễ thương nè, chị lấy lên cho mọi người xem nha. Cái mẫu đầm này nó dài xuống qua đầu gối rất đẹp luôn. Đây là mẫu đầu tiên, chỉ còn một cái duy nhất siêu, cái này là giảm giá là 25 đồng nha các bạn nhé. Mẫu này là giảm giá chỉ còn có 25 đồng thôi. Vải rất là đẹp, rất là đẹp luôn, bông cũng đẹp. Mà cái này là cái thun co giãn, là cái này là size M đó, giảm giá còn 25 đồng size M nha. Có cái sợi dây này cột như cái eo và cái vải rất là đẹp, cái tay có cái bèo nè. Thường thường là chị bán mấy cái mẫu tay này khách hàng thích lắm, mặc rất là dễ thương nè. Đó, cái tay như thế này nha. Mẫu này là size M còn một cái duy nhất, giảm giá 25 đồng size M nha các bạn nha. Các chị ơi, cái này cái eo nó có thun nha, thun co giãn như thế này nè. Đó, cái thun nó co giãn ra như vậy nè. Thì có cái sợi dây, đây là cái sợi dây chị còn để trong này chị chưa mở ra nha. Rồi, mẫu màu vàng này một cái duy nhất size M là 25 đồng. Nếu chị nào thích thì chụp hình lại gửi cho chi liền nha. 25 đồng size M. Rồi, tiếp theo nha. Đó, chị sẽ mở qua đây. Đây, cái màu vàng thì các bạn rất dễ thương luôn ha. Đó, cái vải đẹp lắm luôn á, vải dễ thương lắm. Màu vàng luôn luôn, lúc nào mặc nhìn nó cũng tươi tắn rạng rỡ hết trơn á. Là một cái duy nhất, dài qua đầu gối luôn, rất là dễ thương nha. Và có thun, thun co giãn. Đó, size M 25 đồng một cái duy nhất. Đó, giảm giá chỉ còn 25 đồng thôi. Rồi, chị bỏ một bên nha. Nếu các chị nào thích thì chụp màn hình lại gửi cho chị nha. Rồi, tiếp theo, đây là mẫu màu trắng. Màu trắng nha.
Đây là mẫu màu trắng rất là dễ thương luôn. Đây, để chị cho cái điện thoại nó thấp xuống chút xíu cho mọi người dễ nhìn nha. Đây, cái màu trắng này nó tới đây nè các bạn. Đây, nó dài qua đầu gối chút xíu nha. Dài qua đầu gối chút xíu. Và cái này là dạng đầm suông. Đầm suông nè, có cái tay cánh tiên rất là dễ thương luôn. Nè, có cái tay, như vậy nè. Đó, đẹp lắm. Rồi, cái mẫu này là dạng vải xô. Nó đục lỗ như vậy nè, mặc mùa hè rất là mát mẻ luôn. Mặc đi biển, đi chơi, mặc ở nhà cũng đẹp ha các bạn ha. Màu trắng nha. Mẫu này màu trắng suông. Thì cái này á, là chỉ còn size extra small và small. Nhưng mà small này á, nói tới small nhưng mà thật sự ra là cả cái eo nó rộng nha. Cái này là ai mà mặc size medium cũng vừa luôn. Chị đo cái chiều cái eo cho mọi người xem luôn nha. Thì cái đầm này á, là cái eo á, đầm trắng là size small này á, là eo tới 98 lận. Cái vòng eo của cái áo size M này á, tới 98 lận. Cho nên là những ai mà eo mà cái này là size S nhưng mà size M vẫn mặc được nha. Áo này đang giảm giá 15 đồng. Áo trắng xô này giảm giá 15 đồng. Chi chỉ còn size extra small với small, hình như còn được 2-3 cái đó. Chi sale hết luôn nha. Là 15 đồng cái áo trắng này nha cả nhà nha. Đó, áo trắng dài qua đầu gối một chút xíu ha. Rất là dễ thương. Size S và size M. Size extra small và small. Nhưng mà cái small này á, là những người nào mà eo mà cỡ khoảng 70-80 là có nghĩa là size M vẫn mặc được nha. Rồi, rồi đây là nhớ nha, mẫu này là 15 đồng. Nhớ dùm chi, mẫu màu trắng này 15 đồng nha. Rồi tiếp theo nha. Mẫu này chi bán cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ chỉ còn có vài cái sale luôn. Đây, tay lỡ tới đây. Trên website chi có ha. Này là dạng đầm Hàn Quốc nè. Nó dài xuống tới mắt cá luôn các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đó, mặt á, ở trên này á, là nó ôm cái eo. Bắt đầu tiếu cái eo này á, thì nó dúng cái phần, nó dúng xéo qua như vậy nè. Đây là mẫu đầm Hàn Quốc ha. Rất là dễ thương luôn. Bây giờ chi sale cái áo này chỉ còn có 20 đồng thôi nha các bạn nha. 28 đồng sale còn 20 đồng. Đó, cái này chi còn size small, extra small và small thôi nha. Extra small, oh, cái này là size medium nè. Còn một cái màu vàng size medium nè. Rồi còn hình như là hai cái, một cái chỉ là extra small. Chị chỉ còn có mấy cái thôi, cho nên là chị sale luôn 20 đồng ha. Rất rẻ này các bạn nha. Đây là cái áo đầm Hàn Quốc dài. Đó, ôm ngay cái trước ngực này. Nó có xéo cái vạt qua một bên. Ở bên dưới thì nó xòe nhẹ. Nó xòe nhẹ xuống ha. Đầm chữ A dài luôn. Đầm Hàn Quốc nha các bạn nha. Đây, cái màu nó phối lên. Nó có hai màu. Ở đây là màu vàng. Rồi nó có một màu nữa là phối màu đen. Giá 20 đồng. Có size extra small, small và medium là chỉ duy nhất chỉ còn có 3 cái hay 4 cái gì thôi. Cái này trước chi bán các bạn biết một lần chi về là một mẫu chi về tới mười mấy 20 cái là coi như là 4 size là chi về 7-8 gần 100 cái luôn đó. Mà chi bán sạch sẽ bây giờ chỉ còn có mấy cái thôi cho nên là sale ha, giảm giá 20 đồng. Rồi, đây là mẫu đầm Hàn Quốc nha, đầm dài rất là sang. Mẫu này các bạn nào mà theo dõi Facebook của chi á, là thấy là mỗi lần trong cái chuyến đi Hawaii hay là chi đi đâu chơi xa đó, mà chi đi máy bay á, thì chi thường hay mặc những cái đầm này. Là bởi vì á, nó vừa ấm ha, mà mình cũng có thể không cần mặc áo khoác hoặc áo khoác nhẹ thôi. Lên máy bay ngồi nó rất là ấm ha, mình không cần phải mặc đồ dày, mà mặc cái áo này nó thoải mái, mình lên xe mình ngồi nó cũng thoải mái vô cùng luôn. Cho nên là chi thường hay đi máy bay, cái chi check in trong lúc mà mình chuẩn bị lên máy bay đó, chi chụp hình những cái tấm hình này nè. Đó, mọi người nếu có theo dõi Facebook chi là các bạn sẽ biết ha. Mẫu này rất dễ thương, mặc rất là sang luôn các bạn ơi. 20 đồng nha, chỉ còn 20 đồng thôi. Thì cái mẫu này nó có hai cái màu. Một cái màu á, là phía trên á, là màu vàng. Còn cái này là phía trên là màu đen nha. Đó, phía trên màu đen. Ai thích màu nhu thì là màu đen. Còn ai thích màu vàng thì lấy màu vàng ha. Cái màu này hình như là chỉ còn có size extra small hay là small vậy thôi à. Đó, đó thì nó cũng cùng kiểu luôn. Nhưng mà nó chỉ khác có một cái là trên này màu đen và ở dưới là coi như là trên này màu đen với màu vàng nó khác nhau thôi. Rồi giảm giá luôn như các bạn nha, 20 đồng một mẫu này. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo. Cái mẫu này ngày hôm qua là chi có review với các bạn á, là cái mẫu này là màu đỏ, đỏ mà bông trắng á, biết không? Ngày hôm qua mà chi tới chi tìm cái áo này không ra nè. Đó, thì bây giờ chi đã tìm ra được rồi nè. Cái này là màu xanh đen bông trắng, chỉ còn size extra small là giảm giá 15 đồng cái áo này nha. 15 đồng cái áo này. Đây, size extra small nha các bạn nhé.
size này á là khoảng cỡ 110 pound trở lại. Eo là để chị đo cái eo luôn nè. Đó. Cái này tại vì mấy cái dây cái này là chị đo eo cho mọi người xem luôn. Nếu như các bạn nào mà muốn biết mình mặc vừa hay không là coi cái eo mình biết liền ha. Thì cái eo này á là cái áo này là cái eo á là khoảng 90 nhưng mà cái này nó không có độ co giãn cho nên các bạn trừ hao dùm chi là eo khoảng cỡ 80 đi, 70-80 đó là mặc cỡ size extra small hoặc là size small cũng vừa, nhưng mà nếu mà thoải mái là ai mà mặc khoảng cỡ 101 pound trở lại ha, 115 pound trở lại thì mặc cái áo này vừa nè. Đó là size extra small nha các bạn nha, 15 đồng cái áo này, còn một cái duy nhất ha, 15 đồng. Rồi tiếp tục đây là một cái áo mẫu đầm rất là dễ thương luôn, trắng bông vàng tay cánh tiên đó, mặc rất là cưng luôn ha. Đây cái kiểu này mặc nó như thế này nè các bạn, đó dễ thương không, rất là dễ thương luôn đó. Cái kiểu này mặc lên như vậy nè đó, các bạn thấy mặc trẻ trung ghê không. Thì cái vải này mặc cũng rất là mát luôn, không cần phải ủi luôn nha các bạn nha. Đây cái kiểu này tay cánh tiên đầm tầng đó, cái vải của nó như thế này nè các bạn. Rồi mẫu này cũng giảm giá, còn cái này giảm giá mà này 27-28 đồng gì đó, cũng giảm giá còn 18 đồng nha. Mẫu này là 18 đồng, rất đẹp luôn các bạn. Vải mặc cực kỳ mát luôn, cực kỳ mát, rất là mát luôn các bạn ơi. 18 đồng mẫu màu vàng này nha, cũng chỉ còn size extra small thôi. Extra small nhưng mà người nào mặc small vẫn vừa nha. Tại vì cái dạng đầm tầng này á, thì nó sẽ rộng ra xuống từ trên cái ngực của mình xuống như này nè, giống như chữ A vậy đó, cho nên là các bạn nào mặc ra size small cũng rất là thoải mái luôn nha. Đầm vàng này 18 đồng nha cả nhà nha, 18 đồng. Rồi tiếp theo đó, tiếp theo rồi mẫu đầm này á chi chỉ còn size extra small và small thôi, nhưng mà đủ màu ha, đủ màu. Thì cái mẫu này á rất là nhiều người thích ha, là bởi vì á nó có cái vai như vậy nè các bạn, giống như mấy cái áo mấy vừa rồi mà chi mặc, chi livestream hay là chi làm video, có nhiều người thấy chi mặc cái áo cổ vuông á đó, ai cũng hỏi là cái áo đó đẹp, rất là đẹp. Ở đây cái kiểu của nó đây, thì ở đây chi còn á rất là nhiều cái mẫu này nè, phía trên này nó có cái thùng ha, phía trên có thùng, bên dưới á thì nó ôm xuống như thế này nè, mà nó dài qua đầu gối ha các bạn ha. Thì cái mẫu này nó có rất là nhiều màu luôn đó. Thì mẫu này là 30 mấy đồng, 35 đồng hay 32 đồng gì đó, thì bây giờ chi sale giảm giá, siêu giảm giá chỉ còn 20 đồng nha, chỉ còn có 20 đồng, nhưng mà chỉ có size extra small và small thôi, cho nên là ai mặc vừa những cái mẫu này rất đẹp luôn. Đây chi sẽ cho các bạn coi từng màu nha. Đây là một màu xanh 30 mấy đồng, 32-35 đồng gì đó, mà bây giờ chỉ giảm còn có 20 đồng thôi nha các bạn, nhanh tay hốt về nha. Đây là một màu xanh. Rồi tiếp theo là màu đen nha, cũng là size extra small đó, màu xanh màu đen. Đây là cái thun nó co giãn các bạn, đây nó có cái thun nè đó, mình mặc cái nó giãn ra ha, nhưng mà extra small thôi nha, khoảng có 100 pound trở lại là mặc rất là đẹp luôn đó. Size nhỏ lắm các bạn, cho nên là giảm sập sàn luôn nè. Coi như là cái này là màu đen, màu xanh, cái này là màu dạng màu tím, cái này là size extra small luôn đó, nhưng mà cái này nó giãn nhiều hơn nè, extra small, mà sao cái này nó co giãn nhiều quá vậy ta, đẹp quá nè. Đó cái này chắc nó gắn lộn size quá à. Cái này hình như chị nghĩ chắc size small quá à, tại vì nó bự hơn cái kia á nè, nó thoải mái lắm các bạn đó. Cái dạng cổ vuông ha, cái vai nó tới đây nè, mặc lên rất là dễ thương luôn, rất là cưng luôn á, giống như là chị mặc mấy cái đầm vừa rồi mà chị livestream, cái nhiều người nói trời mấy cái này là mặc dễ thương quá đó. Đây nó là cái kiểu này nè đó, 20 đồng nha các bạn nha. Rồi đây là màu thứ ba. Màu thứ tư là màu xanh biển ha, màu nào cũng ngọt hết trơn các bạn ơi. Đây bán hết trơn nhiều màu lắm, bây giờ chỉ còn có mấy cái mẫu nhỏ, size nhỏ này nè, size small với lại extra small nha, là chỉ còn là coi như là siêu giảm giá, coi như giảm giá là coi như 50% luôn rồi đó, chỉ còn có 20 đồng thôi đó. Rồi màu vàng ngọt ơi là ngọt luôn, màu vàng là chỉ còn size extra small với small nha, rồi dễ thương lắm luôn á. Đây là màu vàng size small đó, chắc lát mình cũng lấy cái này mình mặc thử coi nè, size small mình mặc vừa nè đó, dễ thương lắm cả nhà đó, màu vàng đẹp lắm. Đây chỉ còn hai cái này là extra small, cái này là small, hết hàng luôn đó, sale luôn, sập sàn luôn nha. Rồi là cái này là 20 đồng, 35 đồng, 32-35 đồng gì đó, chi nhớ không rõ ràng nhưng mà chi nhớ là tầm 30 mấy đó, là bây giờ chỉ còn có 20 đồng thôi, quá rẻ luôn mà đẹp lắm, dễ thương lắm các bạn. Cái này là dạng cái cổ vuông ha,
thì các bạn có thể kéo bẹt cái vai nó ra như vậy, hoặc là các bạn có thể làm cái cổ vuông như vậy đó, rất là dễ thương luôn. Rồi đây là một màu nữa là màu xanh đọt chuối đó. Trời ơi cái màu này nó ngọt ơi là ngọt luôn cả nhà ơi. Cái màu này ra đường á, là mặc là không có sợ đi lạc đâu. Có nghĩa là ai mà nhìn thấy á, mình từ xa thôi là người ta nhận ra mình liền luôn á, khỏi trốn đi đâu được hết. Mà màu này mà đi biển á ha, trời ơi mặc mùa hè nó tuyệt vời lắm các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đây cho các bạn xem, dễ thương chưa. Cái màu này là màu xanh neon đó các bạn, rất là ngọt ngào, nhất là những ai mà có nước da trắng á, thì mặc cái mẫu này thì thôi đẹp ơi là đẹp luôn đó, rất dễ thương nha. Cái này chỉ còn có một cái size extra small thôi, nhưng mà extra small này chị thấy nó cũng bự bự á nha, đó cũng bự bự lắm á nha, mặc dễ thương lắm đó. Rồi nó ghi extra small mà sao chị thấy cái này nó cũng hơi bự bự á, bự hơn cái mẫu extra small kia, không biết nó có gắn lộn size không nha. Đó thì màu này dễ thương quá à. Đó rồi không lẽ ngày mai mình lấy cái này mình mặc ha, dễ thương lắm các bạn ơi. Thôi các bạn nào nhanh tay lên đặt hàng thì mình bán rồi mình khỏi mặc, còn các bạn nào mà chê cái áo này thì mình lấy mình mặc nha, mình mặc mình đi biển nha. Đó dễ thương lắm. Rồi 20 đồng nha các bạn nha. Rồi tiếp theo còn một màu nữa, đây là một cái màu là cái này là gọi là màu gì ta, cái này gọi là màu xanh mà xanh gì chị không biết luôn á, không biết gọi là xanh gì luôn đó. Thì cái này là size extra small thôi nha cả nhà nha, cái này hơi nhỏ nha, cái này đúng là extra small nè. Cái này là bạn nào mà dưới 100 pound trở lại nha, thì cái mẫu này rất đẹp, rất dễ thương, mặc dù là nó có thun co giãn nè. Đó, nó có thun mặc vô là nó sẽ co giãn nha. Thì cái áo này là khoảng cỡ 100 pound, 90 pound, 100 pound trở lại mặc rất là đẹp luôn. Đó. Bạn nào mà ốm ốm nhỏ nhỏ con đi mặc mấy cái kiểu này cưng lắm luôn á. Rồi, 20 đồng. Đó, tất cả là 1 2 3 4 5 6. Bây giờ mình cho các bạn coi lại màu nha. Đây là một màu nè, đó, màu xanh nè ha. Cái này không biết là màu xanh gì đây không biết nữa. Đó thì các bạn là một màu nè. Rồi. Tiếp theo là màu xanh đọt chuối nè. Đó, màu xanh đọt chuối nè, đó. Rồi. Để qua bên. Không ai lụm mình mặc. Rồi, đây là màu vàng này mình cũng kết lắm nè nha. Đó. Màu vàng này mình cũng thích lắm luôn á. Rồi, để qua bên luôn. Sẵn bữa nay mà lấy ra sale đồ á cho các bạn coi thì mới biết được là có những cái mẫu quá đẹp mà mình quên mình không có thử. Chi đo eo giùm đi, cảm ơn. Đo eo cái nào vậy bạn Hương Nguyên? Đo eo cái nào nói đi, chi đo luôn luôn cho các bạn luôn nha. À, đây cái này màu vàng nè, đo eo cái nào? Những cái mà hàng dúng này á, chi rất là khó đo eo tại vì nó có độ dúng nè, cho nên là mình mặc nó sẽ giãn ra nha. Mấy cái này giãn ra, chi chỉ cần nói là cái số ký, số pound là các bạn biết rồi. Những cái size extra small của cái mẫu này thì những bạn nào khoảng 100 pound trở lại thì mặc được cái mẫu size extra small này. Còn như nếu như bạn nào mà khoảng 100 pound trở lên tới 110 mấy pound á thì là size small, còn extra small là phải 190, 100 pound trở lại nha. Tại vì cái này nó có cái độ co giãn đó. Nó cái đang like là cái nào vậy cái này á hả? Hồng Nguyên. Không Hương Nguyên nói là chị đo keo của cái này phải không? Rồi, chị đo cái màu vàng này nha. Tại vì cái này á nó có thun co giãn cho nên là cũng khó đo. Eo mình khoảng 70. Ồ, 70 thì chắc có lẽ là size M. Size S. Cái này á, eo này cái này có thun. Có thun thì nó tầm khoảng cỡ 50 mấy à. Nhưng mà kéo ra đó nha. Nếu mà kéo ra cái thun này mặt nó giãn ra thì nó tầm khoảng cỡ như chị nói đó là khoảng cỡ eo khoảng 6 mấy á. 6 mấy thì mặc vừa cái này. Khoảng 64, 65 á thì mặc vừa cái size S. Còn size extra small, còn size small đó thì mặc vừa, cỡ eo 70 là mặc vừa đó. Rồi tiếp theo là màu xanh. Màu xanh này đó, màu xanh này cũng là eo khoảng cỡ, chị nghĩ á, nếu mà an toàn chắc chắn nha, là những cái mẫu này nè, cái kiểu này nè, extra small là khoảng cỡ eo 60 trở xuống, là có nghĩa là eo siêu người mẫu đó, thì sẽ mặc được mấy cái mẫu này rất là dễ thương luôn. Còn eo 70 thì không mặc được mẫu này đâu nha. Mẫu này nó hơi ôm á, hơi nhỏ, tại vì cái này chỉ còn size nhỏ thôi, bởi vậy chi mới sale sập sàn đó. Coi như 30 mấy đồng, gần 40 đồng mà bây giờ giảm giá chỉ còn có 20 đồng thôi. Rồi, thêm một màu nữa nè. Màu này là vừa nè nha, Hương Nguyên. Đây, Hương Nguyên, cái màu này là nó rộng hơn nha. Màu này là chi cầm là chi thấy nó rộng hơn nè. Chi đo luôn cái eo này cho Hương Nguyên coi luôn nha. Và những ai mà muốn lấy cái này thì biết được cái eo của mình luôn. Cái này mà eo bình thường á là 60 nè. Chưa kéo ra nha, còn chi kéo ra nữa là dư sức luôn, eo bảy mấy luôn. Đây là màu này. Màu này nha, tại vì nó bự hơn nè.
Đó, co giãn thoải mái luôn ha, tại vì mình mặc vô nó còn giãn ra nữa. Thì cái này nè, nó ghi extra small nhưng mà chị nghĩ là cái này small nè, nó lộn sai hay sao đó. Cho nên là cái này nó vẫn thoải mái, vẫn rộng rãi lắm nha. Đó. Thì eo khoảng 70 mặc được cái này. Rồi. Tiếp nữa là cái màu đen. Đây là cái màu đen. Màu đen thì là nhỏ nha. Màu đen thì size như chị nói là eo siêu người mẫu đó, là cỡ eo là khoảng cỡ 60 mấy, 64 65 trở lại mới mặc được cái này, 60 trở lại thôi. Đó, khoảng 100 pound trở xuống thì mới mặc được cái này. À, màu vàng hả Hương Nguyên? Màu vàng thì có nha. Màu vàng là có hai size nha. Cái này là bảo đảm Hương Nguyên mặc vừa nè, chị để qua bên chị tính thử nè. Màu vàng là cái size này là size small. Size small thì nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn nha. Đây nó có hai màu, à quên, hai kiểu, một cái extra small và cái small đó. Thì cái này hiện tại là chị đang đo cái eo nè. Cái màu vàng này chị đo eo luôn cho ha. Cái này mà chưa có kéo ra đó nha, thì là nó là eo khoảng 58, nhưng mà kéo ra tại vì nó có thun mà, mình kéo ra coi giãn là khoảng cỡ 6 mấy 70 á. 70 thì nó hơi ôm á nha. Nói chung là cái kiểu này nãy giờ chị review ở đây là 6-7 màu này á, là chỉ có eo coi như những người nào mà dáng siêu mỏng nha, siêu mỏng á thì mới mặc được cái này nha. Đó, thì cho nên là khi chị review cái này, chị review rất là kỹ, thành ra các bạn nào cảm thấy mình mặc được vừa cái size này hay không, cái eo của mình cỡ này á, thì các bạn hẳn mua nha. Chứ để nhiều khi mất công các bạn mua về mà không vừa thì cũng mất công, mặc dù nó rẻ 10 đồng 20 đồng nhưng mà thật sự mà không vừa bỏ đó cũng vậy à. Cho nên là chị nói luôn cái size rồi cái chất liệu vải và cái đo cái vòng eo cho mọi người xem luôn đó. Nếu cảm thấy mình vừa được cái cân nặng chiều cao hay là cái vòng eo thì các bạn hẳn mua nha. Rồi, màu vàng này là có thể là Hương mặc dừa này nha Hương. Rồi, đây là màu xanh biển. Đó. Màu xanh biển này thì nhỏ nha, size extra small nha. Là 100 pound trở xuống, eo là khoảng cỡ 60 trở xuống thôi là mới vừa cái mẫu này nha. Đó, 20 đồng, rất là dễ thương luôn. 20 đồng. Rồi, thêm một cái nha, đây là bonnet thêm nè. Tại vì cái này là size nhỏ nha, bonnet thêm nha. Nếu như bạn nào lấy cái mẫu này mà các bạn nào mà eo siêu người mẫu mà siêu mỏng á, mà mặc được cái size extra small này á, là eo khoảng cỡ 60-62 trở xuống, nếu mà lấy 5 màu luôn á thì chị sẽ tặng thêm một cái, có nghĩa là 5 cái tặng một cái là 6 cái, có nghĩa là 20 đồng một cái. Nhưng mà riêng cái mẫu này là tại vì nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 màu, 7 màu luôn. Nếu mà các bạn nào mặc vừa cái size extra small mà các bạn nào siêu người mẫu muốn lấy cái mẫu này thì chị tặng thêm cho một cái, có nghĩa là lấy 5 cái này tặng một cái là 6 cái. Các bạn có thể chọn 6 màu, màu nào các bạn thích nha. Cái này nó có tới 7 màu, 8 màu lận. Cho nên các bạn nào riêng mẫu này là chi bonus thêm nha. Lấy một mẫu này, nếu lấy đủ màu của cái này thì 5 cái tặng thêm một cái là 6 cái nha. 20 đồng một cái, 5 cái tặng một cái là 6 cái. Rồi, riêng mẫu này tại vì chi còn cái này đủ màu và cái size nó hơi nhỏ đó, cho nên nó hơi kén dáng. Nếu mà người nào mà dáng nhỏ con siêu người mẫu hay là mấy em nào mà tin á, có nghĩa là tuổi tin mà nhỏ nhỏ đó, coi như mười mấy tuổi, mười mấy 20 tuổi á, mà nhỏ nhỏ ốm gầy á, mặc cái này dễ thương lắm đó, thì mình có thể mua cho con cho cháu mình ha. Mấy em nào mà gầy nhỏ nhỏ mặc dễ thương vô cùng luôn đó, thì 5 cái tặng một cái nha, là giá 20 đồng một cái. Rồi, riêng mẫu này ok. Rồi tiếp theo, mẫu này thì nó có rất là nhiều màu luôn. Mình lấy cái màu vàng eo chính xác là 69 nha chi. Bây giờ chi sẽ đo lại cho Hương luôn nè nha. Cái màu vàng eo 69, chị lấy cái size S chị đo cho Hương luôn nè. Màu vàng này á, mình cho đo chính xác luôn á nha. Cái eo của bạn á, bây giờ mình không có kéo ra đó, thì mình đo này, cái eo này á thì nó khoảng cỡ 57 là 54 thôi. Nhưng mà mình kéo ra đó, tại vì nó có thun co giãn, mình kéo ra là khoảng cỡ được 75 thôi à. À quên lộn, 35 70. 70 là dư sức rồi. Dư sức á Ương. Dư sức luôn á, 70 là dư sức nha. Nếu mà kéo ra, tại vì này nó có thun co giãn nè, thì mình kéo chưa hết đó nha. Nếu mà mình kéo hết cái này là tới 80 lận. Đó, tại vì mình nói vậy là các bạn có hiểu ha. Đây, khi mình mặc á thì cái này nó sẽ giãn ra. Mình sẽ giãn ra thì cái này nó, cái phần này nó sẽ ôm lại đó, như thế này.
đó, như vậy nè đó. Giống như mấy cái đầm vừa rồi mà Chi mặc mà Chi livestream với mọi người đó, là cái cổ vuông vuông mà nó ôm nó thì nó giống vậy đó. Thì cái này á, nhìn như vậy nhưng mà luôn luôn lúc nào mặc nó cũng giãn ra nha. Thì cái này Hương để Chi cái đầm, Chi chúc Chi để cái đầm màu vàng đầu tiên, Chi like 25 đồng. Một cái vàng đầu tiên nào ta? À cái này á hả, ok cái này là Hương nói cái này đúng không? Rồi để qua một bên luôn nha, rồi để qua một bên luôn chút xíu, có gì Hương nhắn cho Chi nha. Rồi cái này là chốt rồi luôn đúng không? Rồi chốt rồi cái đầm màu vàng, ok. Rồi tiếp theo đây là những cái mẫu mà có size cho tất cả mọi người nha, tại vì cái này hôm nay là Chi còn mỗi một cái size nó có một cái lẻ lẻ à, cho nên Chi bán chốt hàng luôn nè. Mẫu này sale siêu giảm giá luôn, còn 20 đồng luôn nha. Thì ở đây á, là Chi có size này. Các chị ơi, em đang livestream em không có nghe điện thoại được. Có ai muốn mua hàng chở xíu nha. Mình đang livestream mà gọi điện thoại mua hàng mình không có nghe được. Rồi, bây giờ tiếp theo. Đây là một cái mẫu đầm nó dài nha các bạn nhé. Dài xuống tới mắt cá nè. Đó. Đầm này là đi biển, đi chơi rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Đó. Màu xanh ngọc nè, màu xanh này xanh giống như là màu xanh có con bướm màu trắng, rất là dễ thương luôn ha. Nó có một cái eo nhỏ ở cái eo mà nó nhấn ngay đây nè, rất là dễ thương luôn. Chào Tina Nguyên. Dạ rồi. Chị nào mà có muốn mua cái nào chụp hình màn hình lại giùm em, sau khi livestream mấy chị nhắn tin qua cho em liền ha. Rồi mẫu này giảm giá còn 20 đồng nha. Thì cái này nó có 3 màu, chỉ cho các bạn xem trước nha. Đây là màu xanh, size S nha, eo luôn, đo eo cho các bạn xem luôn. Màu xanh size S. Thì cái này á, cái eo á là eo là 70 nha. Cái màu xanh này eo 70 35 36 72 nhưng mà chỉ cho nó là 70 đi nha. Eo khoảng 68-70 là mặc được cái áo size S này nha các bạn nha. Thì nó sẽ có kiểu là tay dúng nè, dễ thương lắm luôn á. Đó, ở đây nó có dúng eo một chút xíu nè, mặc tạo dáng lắm, thoải mái lắm. Cái này là đầm mùa hè hay đi chơi nha. Thì nó có một màu, đây là màu size S, eo khoảng 70, 68-70. Rồi, đây là một cái nữa là màu đỏ. Màu đỏ này size S luôn ha. Màu đỏ size S luôn, màu đỏ thì bông bướm trắng ha. Màu xanh bướm trắng, màu đỏ bướm trắng đó. Nói chung cái này chỉ còn có một cái hai cái, có nghĩa là một mẫu như vậy nó còn có một cái hai cái à. Bây giờ sale siêu giảm giá luôn, 20 đồng một mẫu đó, 20 đồng một mẫu rồi ha, 20 đồng nha, rất đẹp luôn đó nha các bạn nha. Màu đỏ này nó ngọt lắm các bạn ơi, nó không có chói, màu đỏ dễ thương lắm đó, dài tới mắt cá, dễ thương lắm, mặc rất là đẹp luôn ha. Eo khoảng 68-70 là mặc được cái đầm này nha, size S. Rồi tiếp theo màu vàng đó, màu vàng này là size M nha, màu vàng size M, Chị đo eo luôn nè. Màu vàng size M này á, là size M này á, là tới eo tới 74. M này là eo khoảng size 74, khoảng có như eo khoảng 70-72 nha. Size M này eo khoảng 72, mặc là vừa cái size M này đó, màu vàng. Hồi nãy là màu xanh, màu đỏ, bướm trắng, cái này là màu vàng, bướm trắng nha, còn size M nha. Nói chung là màu vàng mặc lên lúc nào nhìn nó cũng trẻ trung và nó cũng sáng cái da của mình đó. Đó là ba màu nha các bạn nha, nhưng mà hai cái màu kia thì còn size S, mẫu màu vàng này là còn size M đó, hết sạch luôn rồi, 20 đồng đó, 20 đồng. Tiếp theo đây là một cái mẫu Von, rất dễ thương luôn. Mẫu này mặc cũng tới dài tới mắt cá nha. Đây, bông hồng tay dài Von hai lớp, mà cái mẫu Von này là Von cực kỳ đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này là 38 đồng hay bao nhiêu nè, chỉ nhớ 38 35 38 gì đó. Bây giờ giảm giá còn 25 đồng một cái duy nhất. Cái này là size M, giảm giá chỉ còn có 25 đồng một cái duy nhất, size M thôi nha các bạn nha. Mẫu này là coi như 38 đồng hay nhiêu đó, bây giờ chỉ còn có 25 đồng thôi. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này dài nha, tay dài luôn. Đi chơi đi đâu mà chỉ cần một cái áo này thôi, rất vừa sang vừa đẹp lắm. Rất là dễ thương luôn nha. Bông hồng, nền đen bông hồng, size M nha, size medium á. Size medium này á
là cái eo nè, chị đo cái eo luôn nha, để cho những ai biết được cái eo của mình. Eo này là chị đo tới 86 lận, M này 86 nha, cho nên là eo nào cỡ khoảng 84, 85 trở lại là mặc thoải mái vừa luôn. Đó, bông rất là đẹp luôn nè các bạn. Bông màu đen, bông hồng, tay dài nha, rất là dễ thương luôn. 25 đồng, chưa bao giờ chị bán cái áo này cái giá 25 đồng nha. Rất đẹp, rất dễ thương luôn, 25 đồng. Rồi, đây là một cái mẫu bông kế tiếp luôn. Cái này là chỉ còn duy nhất size M thôi. Bông màu xanh ha, rất dễ thương, có cái tay ren nhẹ đây nè. Chỉ còn size M. Kiểu này ngoài sau lưng nó có cái thun các bạn. Ngoài sau lưng nó có cái thun nhẹ nè, cho nên là mặc rất là thoải mái nha. Cái này là size M, ai mà mặc đầm mặc đồ mà size M khoảng eo khoảng 74, 75 trở lên á thì mặc rất là dễ thương cái mẫu này nha. Để chị đo luôn cho cái eo nè. Eo này á là coi như là size M là khoảng 74, 75 luôn á, eo 74, 75 nha. Mà cái này là mẫu này dài tới mắt cá luôn. Đó, nhưng mặc lên rất là tạo dáng, tại vì nó có cái tay dúng nè. Đó, cái tay nó xuống tới đây nè, dễ thương lắm. Đó. Mà cái màu xanh cũng ngọt lắm luôn nha, size M. Cái này cũng giảm giá luôn, còn 20 đồng. 20 đồng nha cả nhà nha, 20 đồng một cái áo rất đẹp, vải rất là đẹp luôn. Vải này á, vải này nó đẹp lắm các bạn ơi, cái mình vải này nè, mặc đẹp vô cùng đẹp luôn nha. Rồi. Tiếp theo là cái mẫu này cũng giống như mẫu đó luôn nè, nhưng mà khác màu nha. Cũng là size M luôn. 20 đồng luôn. Hôm nay là giảm giá coi như là sale sập sàn luôn đó, 20 đồng ha. Mấy cái mẫu này là kêu bằng chưa bao giờ có cái giá này nha các bạn nha, 20 đồng. Màu cũng ngọt vô cùng luôn nè. Hôm nay là màu size M nhiều lắm luôn đó các bạn, size M quá trời nhiều luôn đó. Đây là size M luôn nha. Màu xanh ngọc, bông rất là dễ thương đó. Cái tay nó tới đây nè, đó, dễ thương không? Mặc lên rất là dễ thương luôn ha. 20 đồng quá rẻ luôn cả nhà ơi, 20 đồng nha. Rồi, tiếp theo. Mẫu này thun cũng là 20 đồng luôn, rất là đẹp luôn, thun cũng là tay tới đây nè. Đó, cái tay bèo nè, đó, cái tay nó lửng lửng tới đây nè, dễ thương không? Đó, mấy cái tay này mặc rất là trẻ trung luôn. Cái này chị cũng chỉ còn có một cái này thôi, size extra small với lại một size small, hai cái. Cái extra small với cái size small, đó. Đây, bằng thun nha, không có ủi luôn. Cái này là chỉ giặt vào mặt thôi, rất dễ thương, cái này là dài lửng lửng tới cái ống quyển của mình á, nha. Đây, cái mẫu này mặc lên vậy nè, đó, dễ thương không cả nhà? Bông ha, bông này rất là dễ thương luôn nè, đó, mẫu này chỉ còn có 20 đồng thôi. Đó, siêu siêu giảm giá luôn nha cả nhà nha. 20 đồng, mãi vô. Rồi, tiếp theo cũng một cái mẫu đầm. Mấy cái này còn có 1 cái, 2 cái này các bạn ơi. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là cái mẫu màu xanh, có bông trắng, cũng dễ thương lắm. Cái này size gì đây? Size S nha cả nhà. Size S là chị đo cái eo luôn cho cả nhà xem nha. Size S này, eo là khoảng 74. Nói chung 74 nhưng mà nó không có độ co giãn, có dây kéo ngoài sau lưng thì mình cho nó khoảng cỡ, bạn nào mà đo eo của mình cỡ khoảng 70-72 mặc là thoải mái nha. À, mình đo là cái này 74 nè, nhưng mà mình trừ hao thì mình mặc khoảng cỡ 70-72 đó thì mặc được cái mẫu này, rất là dễ thương luôn ha. Cũng là dài tới mắt cá nha, mà ngọt lắm, rất là dễ thương luôn. Cái tay tới đây, đó, tay phùng phùng nhẹ. 20 đồng luôn, sale sập sàn ngày hôm nay luôn, 20 đồng. Sale hết luôn, cho nó nhẹ, cho nó gọn gàng. Đó, 20 đồng. Đây là cái màu xanh. Màu xanh này giống như là dạng màu xanh xanh gì ta? Cái này gọi là màu xanh chị không biết gọi là màu xanh gì các bạn ơi. Nói chung là mình cứ cho là màu xanh này đi, các bạn nào nhận diện được cái màu gì các bạn nói cho mình biết nha, chứ mình cũng không biết gọi nó là màu xanh gì nữa. Đó, à, còn cái kia là màu xanh dương, màu xanh biển nhạt, còn cái này là mình biết kêu màu gì, nhưng mà nó cùng một kiểu luôn. Thì cái này là size M. Cái vừa rồi màu xanh biển là size S, còn cái này là size M nha. Đó, hôm nay là size M nhiều lắm luôn đó. Hôm qua mấy chị nói trời ơi sao mà đầm nhiều mà toàn là size nhỏ không mà không có size M sao chị mặc. Đó, hôm nay là size M quá chừng luôn nè. Mình đã nhắn tin cho Chi hai áo mình đặt để riêng giùm rồi. Ok, cảm ơn Hương nha. Chút xíu nữa chị check tin nhắn nha. Rồi, đây là cái size M nha các bạn nha, 20 đồng luôn. Rất là nhiều màu luôn. Trời ơi, 20 đồng quá bèo luôn á các bạn ơi. Chưa có đủ tiền công mình đi mai, chưa đủ tiền vải luôn. Một cái áo đầm quá chừng kiểu nè, ren nè. Cái ren ở bên dưới cái like của nó nè, ren đẹp lắm luôn á cả nhà, rất là dễ thương luôn á. Đó, cái này bên dưới cái like nè, đó.
có 20 đồng cái mẫu đầm này thôi, rẻ rẻ vô cùng rẻ luôn. Rồi tiếp theo nha, đây là cái mẫu mà chị bán quá trời bán luôn, bây giờ khách hàng đặt hàng nó đâu còn đâu. Đây đầm sơ mi màu ngói đẹp tuyệt vời mà chỉ còn size extra small với lại small thôi, hai size thôi. Đây đó, cái mẫu này dễ thương lắm, đầm dài nha, đầm tầng đó, nó dài xuống vậy nè đó. Mẫu này cũng 30 mấy đồng đó, bây giờ cũng giảm giá 20 đồng luôn rồi, bán luôn 20 đồng luôn. Đây đây là phần dưới nè các bạn, 20 đồng không bao giờ các bạn đi mua được cái mẫu áo như thế này mà 20 đồng nha, bảo đảm với các bạn luôn, không ở đâu có hết trơn, nó chỉ có mình bán thôi đó. Đây cổ sơ mi và cái vải đẹp lắm các bạn, màu cũng đẹp, vải cũng đẹp, nhưng mà size nó hơi nhỏ thôi ha, còn size extra small với lại small thôi, cho nên là những ai rất là nhiều người thích cái mẫu này nhưng mà giờ không còn hàng để đặt nữa, chứ còn hàng là chị lấy và chị bán tiếp rồi nha. Cho nên là đây là cái áo rất đẹp luôn nè, ai mà size nhỏ nhỏ nha, size extra small với lại small thì cái áo này rất là đẹp, đầm sơ mi, đầm dài, đầm tầng ha, dài tới mắt cá luôn, rất là dễ thương luôn, sale khủng luôn, sale đặc biệt giảm giá luôn 20 đồng đó. Quá đẹp quá rẻ luôn các bạn ơi, 20 đồng. Rồi tiếp theo, ngày hôm qua chị có chia sẻ với các bạn mà đầm dây á, đầm dây mà hôm qua là có cái màu xanh rêu với lại màu xanh dương á, hôm nay nó có màu đen nè đó, chị thấy nó sót còn cái màu đen nè đó, màu đen là các bạn đầm hai dây đơn giản thôi, bằng vải xô nha, tới ống quyển rất dễ thương luôn, đầm dây bình thường thôi các bạn. Đây đầm dây ở ngoài sau ngang, các bạn nào mà đi biển ha thì mặc mấy cái đầm này rất là đẹp luôn đó, dễ thương lắm. Rồi cái mẫu này ngày hôm qua chị nói giảm giá bao nhiêu chị quên rồi ta, hôm qua hai cái màu xanh dương với lại màu màu đen, hôm qua xanh dương với lại cái màu màu xanh giống như xanh rêu á, mà hôm qua chị nói giảm bao nhiêu chị cũng quên mất tiêu rồi, thì bây giờ thôi nói chung là mình nhớ cái nào mình nói cái đó đi nha. Thì màu đen này mình giảm giá còn 18 đồng nha, cái đen này mình giảm giá 18 đồng đi, hôm qua cái hôm qua chị nhớ là 15 hay là quên 20 đồng hay là 18 chị quên rồi, nhưng mà màu đen này là vậy là 18 đồng nha, áo hai dây, đầm hai dây màu đen có 3 màu đó. Rồi tiếp theo là cái mẫu này á, là cái mẫu mà giống như ngày hôm qua cái đầm mà chị mặc á, là nó kẹt kẹt cái vai ra như vậy nè các bạn đó, cũng có thun nhúng ở trên này nha, đó thun nhúng trên này nè, mình có thể mình kéo bẹt cái áo này ra, cái cổ ra, hoặc là mình để cái cổ lên như vậy đó, rất đẹp luôn. Cái này là màu màu xanh đen, đầm dài giống như đầm maxi vậy đó, nó có cái hở dưới cái đùi mình chút xíu vậy nè các bạn, rất là dễ thương luôn, cái này mặc rất là tạo dáng luôn các bạn, mặc tạo dáng vô cùng luôn á ha. Rồi cái này cũng là giảm giá luôn 20 đồng luôn nha, 20 đồng luôn, hôm nay là giảm sập sàn luôn nè, 20 đồng một cái mẫu này quá đẹp luôn đó. Rồi hai màu, quên, chỉ còn hai cái, một cái size M, cái này size M, và một cái size S đó, hai cái nha, còn một cái size M, một cái size S đó, rất đẹp luôn, rất dễ thương luôn nha, giảm giá luôn còn 20 đồng nha, 20 đồng còn hai cái giảm giá luôn. Rồi tiếp theo, đây là một cái đầm hai dây màu cam, đầm hai dây màu cam này 20 đồng luôn, hôm nay giảm giá toàn bộ luôn, màu cam rất là ngọt luôn, trời ơi cái màu này đi biển mặc đẹp ơi là đẹp luôn. Đây cái vải nó rủ đẹp lắm các bạn, hai dây ha, hai dây, ngày mai mình thay cái mẫu này mình livestream cho mọi người xem nha, đẹp lắm đó. Đây hai dây rất là dễ thương, đầm dài bèo tầng ở phía dưới nè đó, các bạn nhìn thấy rất đẹp không, thấy cái tầm đẹp không, đẹp ghê chưa đó, hai dây 20 đồng cái mẫu này luôn, rẻ như bèo các bạn ơi, rẻ quá rẻ. Đây là phần phía sau nè đó, hai dây, bạn nào thích đầm đi biển nha, hai dây đi biển thì mấy mẫu này rất rất đẹp luôn nè, rất đẹp luôn, dễ thương lắm, màu cũng ngọt, kiểu cũng ngọt, vải cũng đẹp, mà cái form mặc lên rất là tây ha, 20 đồng một cái mẫu màu cam này nha các bạn nha, sale hết luôn, còn có hai cái thôi. Rồi tiếp theo nha, đây là mẫu đầm maxi dài đi biển, đây các bạn thấy cái bông đẹp ghê chưa, cái này cái eo nó có thun nha, đây là eo có thun nè đó, đen bông màu cam, màu vàng, màu đỏ, trời ơi cái kiểu này mặc dễ thương vô cùng luôn cả nhà ơi, dễ thương lắm luôn á. Đây tay lửng lửng tới đây ha, tay lửng nha, tay lửng mà mặc vô dễ thương lắm, các bạn nào mà lên website của mình coi cái người mẫu mặc cái mẫu này là đẹp lắm, cái thun cái eo nó có cái thun nhẹ nè các bạn. Thì cái này là mình cũng còn ba cái size extra small, size small và size medium ha, còn ba cái
ba màu ba size, quên lộn ba size chứ không phải ba màu, một màu và ba size rất đẹp luôn nha. Rồi mẫu này cũng sale khủng luôn, 20 đồng, 20 đồng mẫu này, rất dễ thương luôn các bạn. Đây thun co giãn nha, đầm maxi, đầm đi biển nè, đầm mùa hè, mặc mấy cái này mát lắm các bạn ơi. Trời, cái vải nó mát vô cùng mát luôn á, vừa đẹp mà vừa mát nữa, mặc lên tạo dáng chụp hình rất đẹp luôn ha. Ai mà thích dạng đầm dài là mấy cái mẫu này mặc đẹp lắm. Rồi 20 luôn nha các bạn nha. Hôm nay là hình như là sale hơi bị nhiều 20 đó nha, tại vì đầm dài không mà các bạn. Rồi đây là một cái mẫu đầm màu trắng đó, ngày hôm qua các bạn nào hỏi đầm màu trắng nè, hôm nay là có đầm màu trắng nha. Đây màu trắng tai phùng đó, dài xuống tới ống quyển luôn. Đây áo màu xanh, màu trắng suông, áo màu trắng suông rất là đẹp luôn, để đi biển ha, mặc rất là sang luôn đó. Rồi mẫu màu trắng này cũng là 20 đồng luôn nha, hôm nay mình đồng giá 20 đồng cho các bạn dễ mua luôn đó. Hôm qua còn 25, 22, 20 gì đó, còn hôm nay là mình cho 20 đồng xuống luôn, tại vì còn có 1 cái 2 cái à, bán hết luôn đó. 20 đồng, 20 đồng đó, nhanh tay nha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết luôn đó. 20 đồng mẫu đầm trắng đó, rất là dễ thương luôn các bạn, đầm trắng nha, cái này là dài tới mắt cá đó. 20 đồng. Rồi đây cũng là màu trắng luôn, mà cái này thì nó hơi dài, cái này dài xuống tới mắt cá nha. Đây là cái kiểu đầm trắng suông như vậy nè, cái tai suông như vậy nè, trắng có in bông màu xanh đó, nó dài xuống tới mắt cá luôn nha các bạn nha. Đó, đầm trắng này là dài xuống tới mắt cá luôn, dạng này đầm suông ha, đầm suông chứ nó không có phải là bo eo gì hết, cho nên cũng dễ mặc lắm. Nếu mà ai muốn mặc cho nó mát mẻ đi chơi đi biển rồi này kia nè, đó đầm trắng nè, giảm giá luôn nha, đầm trắng này 18 đồng luôn. Rồi rồi coi như là giảm sập sàn luôn, là 18 đồng đi đó. Rồi 18 đồng, còn có 2 cái thôi, còn cái này là size S, ô extra small chứ, 2 cái là size extra small hết, cho nên là giảm giá 18 đồng đầm trắng này nha, 18 đồng nha cả nhà, 18 đồng. Rồi đây là cái mẫu đầm dây, 2 dây màu trắng, nếu ai thích dạng đầm dây đi biển, đây đầm tầng nha, đầm dây màu trắng tầng đi biển rất dễ thương luôn, rất dễ thương cả nhà ơi. Đây kiểu 2 dây nè, đó nó tầng tầng như vậy nè, đó thấy không, rất là dễ thương luôn nha. Đó đầm 2 dây tầng, ai mà thích đi biển nha, mặc đầm dây thì cái này nó có 3 màu, đây là màu trắng nè, trên này có thun ha, đó thun như vậy rồi 2 dây lên thôi, các bạn có tưởng tượng không, cái kiểu rất là đẹp luôn ha. Trên website của Chi người mẫu có mặt rất đẹp luôn, các bạn có thể lên coi cái dáng người mẫu mặc rất đẹp luôn hả. Ở đây mình không có mặc được cho các bạn xem đó, mặc như vậy nè, rất là dễ thương luôn, tầng 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 nè, ra biển mặc cái này thước tha vô cùng luôn. Cái này là cái nào vậy chị Tina Nguyễn? Đó cái này 35 đồng, giảm giá còn 20 đồng ha, coi như là giảm gần 50% luôn rồi các bạn ơi. 3 màu, đây là một màu đầm đi biển ha, đầm tầng dài đó, đầm tầng dài như vậy nè, đây là một màu nha. Rồi đây là một màu, là màu 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 rêu ha, màu xám chứ, màu xám, màu rêu xám ha, đây là màu xám, cũng là đầm tầng đó tới đây ha. Rồi coi như giống luôn, dài xuống tới mắt cá luôn nha, này là đầm maxi á, mà 2 dây đó. Đó ai thích mặc đầm 2 dây như thế này nè, đó các bạn thấy chưa, mặc ô mình chồng vô cho các bạn xem luôn nè, nếu mà các bạn nào thích đầm dây mình chồng cho các bạn xem luôn nha, dễ thương lắm, cái này dễ thương cực kỳ luôn á, dễ thương lắm lắm luôn, dễ mặc nữa, cho các bạn xem cái này nó có 3 màu ha, dễ thương lắm các bạn ơi. Đây nếu các bạn nào thích á, thì mình có thể mình mặc chồng ở trong một cái áo ha, nếu mà các bạn nào không muốn mặc 2 dây cái mình mặc ở trong một cái áo, mặc cái này ở ngoài cũng đẹp, còn không thì mặc 2 dây thì mình mặc giày đó, rất là dễ thương nè, cho các bạn xem, mình thử cho mọi người xem luôn nè. Đó ai thích tầm 2 dây đi biển không, dễ thương không, rất là dễ thương luôn nè, thấy không đó, đẹp chưa, rất là dễ thương luôn đó cả nhà, mặc thì nó ôm như vậy nè, đó cái độ co giãn nó mặc vậy nè, nếu mà ai không thích mặc hở hang 2 dây thì mình mặc ở trong một cái áo thun ở trong như thế này nè ha, đó mình mặc cái này ở ngoài thành một cái kiểu, các bạn thấy không, đồ mình mặc á, quan trọng là mình biết phối, mình biết kết hợp cái này cái kia, ví dụ các bạn thấy ở cái này 2 dây nó hở quá, mình cho một cái áo thun ở bên trong ha, có tay tay dài hoặc là sắc nách giống như vậy nè, là tự nhiên cái áo của mình nó đẹp à, các bạn thấy không,
do mình biết cách phối đồ thôi thì từ từ một cái áo đó nó rất là bình thường, nhưng mà mình có thể mình phối nó thành nhiều kiểu khác nhau đó. Cho nên chẳng hạn cái áo hai dây này, các bạn thấy chị phối một cái áo thun bên trong nè, nó vừa kín đáo, nó không có hở mà nó lại vừa trẻ trung, nó vừa đẹp nữa, đúng không? Đó, cho nên là ví dụ các bạn nào thích thì cho một cái sợi dây nịt ngang eo, còn không thì mặc như vậy cũng rất là đẹp luôn. Rồi đi biển nè, dễ thương chưa? Rất đẹp luôn, rất là dễ thương luôn đó. Thì cái này nó có ba màu nha các bạn nha. Đây là màu đen, màu trắng, màu xà, màu rêu này với lại màu đen đó. 35 đồng giảm giá chỉ còn có 20 đồng thôi nha, 20 đồng thôi. Thì cái này á là các bạn nào mà size M của mặt vừa luôn nha. Size S, size M ha. Extra coi như extra small, small với lại medium đó. Chỉ còn có mấy cái thôi, đó. Tháo ra, đó. Tháo ra thì mình cũng dễ dàng lắm các bạn. Tuột xuống dưới luôn cũng được luôn, tại vì nó có thun mà, đó. Dễ lắm, đó, thấy không? Có thun co giãn mà, rất là dễ thương luôn, đó. Cái này do mình biết kết hợp á, mình biết kết hợp đồ đó là mình mặc đó mình rất là dễ mặc luôn, đó. Đây là màu đen nha các bạn nha. Rồi. Rồi tiếp theo, đây là một cái mẫu, đây là một cái mẫu tiếp theo á nha, là khoan để mình coi cái mẫu nào đây. Đây một cái mẫu chi chịu khó quay lại đầm trắng size SS, mình muốn lấy cho cháu đầm trắng size SS nào vậy chị? Đầm trắng nào size SS vậy? Em không nhớ đầm trắng nào, nãy giờ em review mấy cái đầm trắng em không nhớ đầm trắng nào. Đầm trắng này hả chị hả? Hay là cái này trắng nào vậy? Em không nhớ luôn á. Có gì chút xíu nữa chị, hoặc là chị chụp hình giùm em, chị gửi lại giùm em đi. Tại vì nãy giờ em review mấy cái trắng em không biết cái trắng nào nha. Rồi, cái này là cái đầm dạng vải dúng nha, tay dài, vải sovon rất là dễ thương luôn. Size này là cái size này mà ai mà mặc size medium L là mặc vừa hết luôn nha. Tại vì cái form này nó rộng lắm nha. Nó rộng lắm, nó xếp dúng nè. Nó có nó cái dạng mà nó dập dúng như vậy nè mọi người nha. Cái này là của Zara nè, 69 đồng, giảm giá chỉ còn có 30 đồng thôi. Cái đầm này rất là dễ thương đây. Đây là đầm size rộng nha các bạn nha. Ai mà mặc size M hoặc là L thì mới mặc được vừa cái áo này nha. M hoặc là L mới vừa cái áo này, size M đó, nó rộng nè. Đó, còn vải von đó. Dễ thương lắm, tay dài, von rũ như vậy nè, đó. À 69 đồng giảm giá chỉ còn có 30 đồng thôi. Giảm coi như là 60% rồi các bạn ơi. Quá rẻ luôn ha. Rồi 60% luôn đó. Còn 30 đồng. Rồi tiếp theo. Đây là một cái mẫu mà giảm giá hôm trước chưa có về rồi đó các bạn, bây giờ chưa có về lại một lần một đợt ngày hôm nay nữa nè nha. Cái mẫu này á, là cái giá của nó là 275 100 đi coi coi 245 đồng chứ, mà bây giờ chỉ giảm giá chỉ còn có 125 đồng. Đây áo thun vừa say xì, có bạn nào nhớ hồi trước chưa có về cái đợt áo này chưa? Bây giờ là nó có đợt coi như là nó về sale giảm giá, hôm trước là chỉ bán 145 đồng ha. 145 đồng cái áo trắng vờ xây xì này, vải cực kỳ đẹp luôn. Vải rất là đẹp luôn nè. Áo này hồi trước về mà coi như mọi người mua mà mua kia bằng hải trong vòng có 2 ngày mà chỉ bán 20 mấy cái luôn. Vải thun rất là đẹp nha, hàng vờ xây xì nha, cái này hàng hiệu nha, rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Đây. Vải trắng, mặc áo màu trắng và xay xì giảm giá chỉ còn có 125 đồng thôi. Hồi đợt trước á là chi bán 145 đồng, bây giờ chỉ còn 125 đồng, mà hàng này là hàng mới về nha. Nhưng mà chi mua được cái giá nó rất là good, cho nên là mình bán sale một chút xíu cho mọi người nè. Những ai hôm trước chưa mua được thì hôm nay có thể mua được cái mẫu này đó. 125 đồng, giá của nó là 275 đồng, bây giờ giảm chỉ còn có 125 đồng thôi nha. 125 đồng coi như giảm 60% trên cái áo và sexy này. Đây là hiệu và sexy nha, áo hiệu nha, áo thun trắng rất đẹp, vải rất là đẹp luôn. Giữ lại cho Trang. Trang ơi, Trang nói cái áo nào vậy Trang? Hai cái trắng mà chi vừa cầm lên. Trang Hawaii nè, cái trắng nào chi vừa cầm lên vậy Trang? Cái này hả Trang? Cái này với cái này đúng không? Cái dài này đúng không? Hai cái này đúng không? Rồi chúc Trang nhắn lại dùm chi, chụp hình gửi cho chi cái mẫu nào nha Trang nha.
Rồi còn cáo trắng này nha các bạn nha, chị nhắc lại nha, 125 đồng là đã sale rồi, còn giá bình thường là 275 đồng nha. 125 đồng là bây giờ đang sale đó, sale sập sàn luôn đó các bạn nha, là 275 sale còn 125 đồng đó, rất là dễ thương luôn, áo vừa size xì. À quên nhắc lại, cái này là size small, size S nha các bạn nha, size S nha. Áo trắng này là size S đó, 125 đồng, 275 giảm còn có 125 đồng. Rồi bây giờ là tới áo nha. Áo hồi nãy giờ là đầm, bây giờ là áo nè. Áo đây là cái áo là tay bèo tới đây ha, tay bèo tới đây. Nó có 3-4 màu. Chị sẽ lần lượt review từng màu cho các bạn xem, nhưng mà già cái này là nó chỉ còn size extra small thôi, nó hơi nhỏ. Thì bạn nào khoảng cỡ 100 pound trở xuống nha, 100 pound trở xuống thì mới mặc được cái áo này. Giá chị đang sale 10 đồng một cái nha, 10 đồng một cái thôi, thì nó có tới 4-5 màu lận. Nhưng mà các bạn nào thích thì lấy mỗi cái màu mặc đi làm nha. Người nào ốm ốm nhỏ nhỏ con mặc đi làm. Đây, áo nha, cái này là áo nha, đây là một màu, màu đen. Rồi, tiếp theo. 10 đồng một cái nha. Một màu, đây là màu xanh. Màu xanh. Đó. Hồi nãy là màu đen ha, đây là màu xanh. Đó, màu xanh áo tay lửng tới đây nha. Mặc đi làm đi chơi thì cũng dễ thương lắm đó. Đó, dễ thương lắm các bạn, nó có cái bèo nhỏ nhẹ cái này nè. Giảm giá còn có 10 đồng một cái áo thôi nha các bạn nha. 10 đồng một cái áo, hai màu. Rồi, màu hồng. Có 4 màu nha, xanh, hồng, trắng, đen. Đó, màu hồng cùng một kiểu nhưng mà nó chỉ còn size nhỏ thôi, cho nên chị sale 10 đồng một cái nha. 10 đồng một cái, thích thì lấy 3-4 màu mặc đi làm ha các bạn ha. Người nào mà nhỏ nhỏ con á, nhỏ nhỏ con khoảng cỡ 100 pound trở lại nha, extra small thì mới mặc được mẫu này nha ha, nhỏ nhỏ con đó. Thì mặc cái mẫu này đi làm rất là đẹp luôn, 10 đồng một cái, 10 đồng. Trang nói áo đầm đúng rồi đó bạn mình. Ok Trang, rồi 10 đồng một cái nha các bạn nha. Rồi ba màu. Còn màu trắng nữa chị không biết thì dục đâu rồi. Rồi đây là mẫu này cũng 10 đồng luôn. Này là áo nha các bạn nha. Áo tay dài, đó, màu xanh thêu bông, rất dễ thương luôn. Đó, sale luôn 10 đồng luôn. Sale coi như là sale khủng sập sàn luôn, 10 đồng nha các bạn nha. 10 đồng một cái áo, rất là dễ thương luôn. Đó. Áo này mặc đi làm nha các bạn nha. Mặc đi làm rất là mát mẻ, rất là đẹp luôn, vừa đẹp. Mặc giờ có thể mặc với váy cũng được, hoặc là mặc cái quần jean cũng được ha. Rất là đẹp luôn. Áo 10 đồng một cái. Rồi. Tiếp theo là áo này. Là một cái áo, hàng này là hàng hôm trước chi bán á. À, cái này là áo là hàng hơi đắt tiền á các bạn. Thì cái này là còn cái size này nó hơi, để chị coi cái size này size gì ta. À size lót, chỉ còn có một cái này size lót nè, size L nè. Mấy chị nào mà muốn mặc áo mà size L ha, kiểu này rất đẹp luôn nè mấy chị. Đây là áo nha. Cổ đơn giản thôi, cổ tròn mà nó có một cái đường giống như là nguyên một cái đường hạt xoàn á, nó viền trên gần cổ nè. Rồi rất là đẹp luôn. Chị nào mà muốn mặc áo, mấy cái áo mà ngoài cái eo nó, cái bèo nó, cái này là cái này nó dúng ngay cái eo của mình nè ha. Rất là dễ thương luôn, mặc rất là đẹp, rất là gọn luôn. Cái này là size L nha. Thì cái mẫu này á là hiện tại chị đang sale 45 đồng. Áo này hôm trước á là giá tới 95 đồng hay 105 gì đó chị không nhớ, nhưng mà chị nhớ là nó tầm trên dưới 100 đồng ha. Thì hôm nay chị sale còn 45 đồng cái áo này size L nha, rất đẹp. Vải thun cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Vải thun cực kỳ đẹp luôn, và đây là cái viền nè, cái viền cổ nè, trước sau ha, nó viền nguyên một cái viền của cái hạt xoàn nè. Làm cho cái áo của mình nó rất là đẹp nha. Size L 45 đồng. 95 đồng sale, bây giờ còn có 45 đồng thôi. Rất đẹp luôn các bạn, rất đẹp luôn ha. Sale cơ bằng là dưới giá vốn luôn, dưới giá sỉ luôn, 45 đồng. Rồi, bây giờ chị có xen kẽ mấy cái áo khoác nha. Áo khoác, đây là một cái áo khoác size S, áo khoác lửng. Đây, mấy chị nào thích những cái áo khoác nhẹ nha. Đây, xen giữa chương trình có những cái áo khoác. Chị đang mặc cái áo màu đen cho nên khoác lên các bạn cũng không thấy rõ lắm, nhưng mà đây cái kiểu nó dài nè các bạn. Áo khoác tay tới đây rất dễ khoác luôn, mặc với bất kể áo nào, đồ nào, mặc đầm mặc áo gì cũng được hết. Đây là chiếc áo khoác rất là đẹp ha. Thì chiếc áo khoác này bây giờ giảm giá luôn nha các bạn nha, 25 đồng. Chiếc áo khoác này chỉ có 25 đồng thôi ha. Hôm trước là áo này như 38 đồng, 45 gì đó. Chị để chị coi cái giá coi. Nhưng mà bây giờ chị giảm giá còn 25 đồng, bán hết luôn, còn mấy cái bán hết luôn. Đúng rồi, 45 đồng.
giảm giá còn 25 đồng cái áo khoác màu đen nha, màu đen rất là dễ thương luôn đó, size S nha. Rồi một cái áo khoác màu đen 25 đồng, coi như là giảm hết bán hết, tặng cho nó rộng chỗ, cho nó dọn dẹp bớt, cho nó gọn bớt nè đó. Bây giờ còn cái nào, một cái hai cái bán hết luôn. Rồi cái này là Calvin Klein này cũng là áo khoác luôn, áo khoác ngắn nè. Áo này thì nó hơi đắt tiền nha, cái vải của nó rất là đẹp luôn đây, mà những cái chị nào mà thích những cái dạng khoác nhẹ như vậy đó, dễ thương không, mình khoác với đầm với áo đó, rất là đẹp luôn đó. Áo khoác này 65 đồng, giảm giá còn 35 đồng. Áo khoác này nha, 65 đồng, giảm giá còn 35 đồng, cái vải cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây cái áo khoác, chỉ có cái áo khoác này là mình có thể là mình mặc với tất cả các mẫu đầm váy nào đó mà mình muốn khoác lên, mặc áo sắc nách thì nó mình khoác ở ngoài rất là đẹp, vừa thời trang mà vừa ấm, có nghĩa là nó không quá nóng ha. Thì mình sẽ có một cái áo khoác này lúc nào mình cũng bỏ trong xe. Xe của Chi là mỗi xe là có một cái áo khoác Chi bỏ trong xe đó. Nhiều khi đi vô trong chợ, trong mấy cái nhà hàng đó, nhiều khi nó lạnh quá đó là mình ra xe mình có cái áo khoác mình lấy vô liền. Cho nên là lúc nào trong xe Chi, mỗi xe là Chi bỏ một cái áo khoác ở trong xe đó. Rồi cái này nha, 65 đồng giảm giá còn 35 đồng. Đó, áo này rất là đẹp luôn các bạn ha. Cái này Chi cũng còn một size duy nhất thôi, một size duy nhất thôi là size S nha. Áo khoác là Chi cũng còn một size duy nhất thôi, cho nên là sale khủng luôn. Rồi tiếp theo, đây là một cái mẫu áo khoác luôn, 52 đồng, cũng giảm giá còn 35 đồng luôn. Đây áo khoác cực kỳ dễ thương luôn. Đây các bạn ơi, đó, áo khoác dễ thương chưa, 35 đồng, áo khoác trắng nha, dễ thương chưa, 55 đồng, giảm giá còn 35 đồng. Đó, hai màu, màu trắng và màu đen. Chị thử màu trắng trước cho mọi người xem ha. Đó, màu trắng lưới nè, 55 đồng nha, giảm giá còn 35 đồng nè. Đó, dễ thương lắm, khoác nhẹ, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, đây là màu trắng và đây là màu đen. Đó, các chị nào thích dạng áo khoác nhẹ, áo khoác mỏng, cái này là áo khoác ngắn tay, hồi nãy là dài tay. Còn cái này là dạng ngắn tay nè, đó. Thích mặc mấy cái đầm giống như sắc mách của Chi nè, đó, mình khoác lên vậy nè, dễ thương chưa? Ồ, cái này dễ thương quá, cái tay áo dễ thương quá. Đó. Dễ thương quá chừng luôn nè. Đó. Đây là cái màu đen nè các bạn, áo khoác màu đen nè, dễ thương không? 35 đồng nha cả nhà, áo khoác màu đen 35 đồng, quá đẹp, quá dễ thương luôn. Đó, hết rồi, còn có 1 cái 2 cái sale hết luôn. 35 đồng áo khoác đen với áo khoác trắng, hai màu, màu trắng và màu đen nha. Áo khoác lưới rất là đẹp luôn nè cả nhà. Một cái áo khoác này mình có thể mình khoác được với rất là nhiều kiểu áo ha, giống như Chị đang mặc áo đầm sắc nách nè, Chị khoác lên các bạn thấy nhìn dễ thương không, quá đẹp không? Cho nên mình chỉ nói á, mọi người mình mua đồ mình mặc á, quan trọng là mình biết phối hợp đồ của mình với lại áo khoác, với lại phụ kiện, dây nịt hoặc là dây đeo, thì mình sẽ cảm thấy là cái áo của mình nó sang hẳn lên thôi. Này các bạn thấy không, áo của Chi, áo đầm Chi mặc bình thường mà tự nhiên Chi có cái sợi dây đeo lên nè, các bạn thấy tự nhiên cái là cái áo đầm của mình nó khác hẳn à. Đó, các bạn thấy không, mình khoác lên á, cái mình thấy là cái áo đầm mình nó khoác hẳn nè, thấy không, dễ thương không? Đó, rồi tiếp theo nha các bạn nha, áo khoác nha. Rồi đây là một cái áo khoác, đây là một cái áo khoác kim, nếu các bạn nào mà thích cái dạng kim sa đó, mình cài kim sa giống như là mình kết cái kim sa vô nè. Cái này là dạng khoác lạnh ha, khoác lạnh, nó bên trong nó có một cái lớp như thế này, rất là đẹp luôn nha. Rồi đây là cái áo khoác nè, một cái duy nhất, còn một cái duy nhất này thôi. Áo này là áo xịn nha các bạn nha, đây rất là đẹp luôn. Cái này mặc mà đi chơi nè, các bạn thấy nó chiếu chưa, chiếu lấp lánh chưa, rất đẹp luôn đó, rất là dễ thương luôn. Cái áo khoác này là chỉ có một, còn một cái duy nhất thôi nha các bạn nha, thì mình sale luôn cho mọi người luôn nha. Đó, áo khoác này rất là đẹp luôn nè, đó, đẹp chưa, rất là dễ thương luôn đó. Rồi các bạn nào thích cái áo này không, thích rồi bây giờ mình nói giá nha. Đây, để mình nói giá cho các bạn xem, cái áo khoác này chi sale 65 đồng. Áo khoác này chi sale giảm giá còn 65 đồng, rất đẹp luôn các bạn. Có cái dây kéo nha, có dây kéo. Đây, khoác này mình có thể là mình có thể mặc được với rất là nhiều đồ luôn ha. Tất cả các loại đồ, thì đây là mình thấy nó có gắn những cái hộp kim sa, coi như là màu trắng với màu đen, nó xen lẫn với nhau, cho nên các bạn thấy nó rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nhìn trong màn hình nó chiếu dễ sợ không, rất là đẹp luôn ha. Mình đi chơi đó, đi chơi đi tiệc đồ hay gì đó, mình mặc mình khoác cái áo khoác này nè, đó, rất là sang. Cái này là dạng áo khoác đi tiệc đi chơi nha các bạn nhé.
đó, rất là sang luôn, đẹp cực kỳ luôn đó. Đây chị khoác lại cho mọi người xem cái áo này nè, chỉ còn một cái duy nhất cho nên là chị sale luôn 65 đồng nha. Bình thường nó tới 130 đồng cái lần đó các bạn đó. Áo này áo đẹp mà, áo xịn mà đó, sale còn 165 đồng. Đây có dây kéo nè, mình có thể mình gài dây kéo lại cho các bạn xem cái áo nè, rất là đẹp đó. Các bạn thấy không, gài dây kéo lại nè, đây nó có cái đây rất là dễ thương luôn đó. Đây thấy mọi người thấy đẹp không đó. Áo khoác rất là ấm luôn á các bạn, rất là ấm luôn. Mà cái kiểu này dạng khoác vest á ha, cổ tròn đó, dạng rất là suông, coi như là nó ôm xuống theo cái body của mình, nó tạo cho mình có cái dáng dữ lắm ha, nó tạo dáng cho mình dữ lắm luôn đó. 65 đồng nha các bạn nha, mẫu áo khoác này là 65 đồng. Rồi tiếp theo nha, hôm nay mình tranh thủ mình sale hết cái này. Tiếp theo đây là một cái váy, váy là váy tầng coi như dài tới mắt cá nha. Váy này thì chi khỏi mặc lên các bạn cũng biết rồi, thun, cái lưng thun. Cái này là size S, cái này là size S nha, tầng coi như là váy suông tầng từ trên xuống dưới luôn nè đó. Cái váy này á là hiện tại là còn một cái duy nhất giảm giá luôn, 75 đồng cái váy này, bây giờ giảm giá chỉ còn có 40 đồng thôi các bạn. Cái váy này các bạn có thể mặc với rất nhiều kiểu áo, áo trắng, áo đen ha, những cái áo đơn giản, áo thun ha, thì các bạn có thể mặc cùng với lại cái váy này. Váy này là váy từ trên xuống dưới nè đó, 75 đồng, giảm giá còn có 40 đồng thôi các bạn, quá rẻ luôn. Mà cái váy này vải von ha, không nhăn nha các bạn nha, vải von rất là rũ luôn, hai lớp đó. Coi như là đây cái váy từ đây đó, các bạn thấy chị đang mặc áo đen nè đó, mình mặc cái váy này vô ha, nó dài xuống tới mắt cá luôn, rất là dễ thương luôn nè các bạn. Đây các bạn nhìn cái váy, cái váy nè đó, đẹp không, rất là dễ thương luôn đó. 40 đồng nha các bạn nha, váy này còn giảm giá còn 40 đồng, 75 đồng giảm còn 40 đồng. Rồi hôm nay bạn nào có thể thích cái bộ này, chi cũng giảm giá luôn nha. Đây là cái hiệu Thoribus. Thoribus thì nhiều bạn nào mà đã từng mặc qua cái hiệu này là đã biết rồi ha, vải lụa rất là đẹp. Đây là cái áo và đây là cái đầm, cái váy chứ, size số 2 nha. Cái váy của nó nè, từ trên xuống các bạn có thể lấy cái váy này mặc với cái áo khác. Cái áo này có thể mặc với lại quần tây bỏ trong thùng, hoặc là có thể mặc với những cái váy màu khác, hoặc là kết hợp, nói chung là váy với áo thì mình dễ kết hợp lắm ha. Thì đây là cái bộ đồ này, giá của nó á, hôm có như là bình thường á, là một cái bộ váy này á là 615 đồng là một cái váy, là nó tính riêng là 300 mấy, cái áo 300 mấy nữa là 630 đồng ha. Thì chị đã giảm giá một lần rồi, hôm nay còn một cái bộ cuối cùng này ha, thì chị sẽ giảm giá 250 đô một cái bộ của Thoribus này. Bình thường các bạn nào mà coi hàng của Thoribus là không bao giờ mà Thoribus một cái bộ đầm váy nào mà dưới cái giá mà 200 đồng ở trơn á, không bao giờ có dưới giá 200 hoặc 300 ha. Nhất là những cái vải xịn, những cái vải mà đẹp như thế này, thì bộ này bây giờ hôm nay chị giảm giá coi như là giảm dưới giá vốn luôn nha. Thì cái này á, là các bạn biết là chi giảm lại chỉ còn có 250 đô là vừa váy và vừa áo luôn, là chạy ra cái áo có 100 mấy, cái váy cũng có 100 mấy thôi, là coi như là giá này giảm chưa bao giờ có. Là size này size S nha các bạn nha, size số 2 chứ, extra small, nhưng mà cái này là size, cái eo này là size small ha, size small, và size ai mặc size số 2 á, số 4 là mặc vừa cái bộ này. Giá 250 đô cho cái bộ Thoribus này nha. Chưa bao giờ có cái giá này, kể cả cho các bạn đi mua ở những cái chỗ, những cái mà cái hiệu nào á, cái kiểu nào á mà nó giảm mà giá, mà gọi là giảm cái giá mà nó bị nổi luôn á, cũng không bao giờ có cái giá nào mà một bộ đầm váy của Thoribus này mà giá 250 đồng hết trơn. Giá chưa giảm nó tới 650 lần các bạn, bây giờ nó chỉ còn có 250 đô á, là coi như cái này là chi giảm dưới giá, dơ giá vốn luôn rồi ha, giảm chỉ còn có một bộ duy nhất thôi. Rồi tiếp theo nha các bạn nha, là mình còn những cái áo nè. Bây giờ nhiều bao lâu rồi ta? Ồ thôi chắc cũng lâu rồi quá, bây giờ thôi mình sẽ ngưng lại đi nha. Còn một số áo thì có thể là chi sẽ ngưng lại ngày mai, chị livestream tiếp đi, tại vì bây giờ còn áo á, còn một số áo thì ngày mai chị sẽ livestream tiếp. Thì ngày hôm qua đó, các bạn nào mà mua hàng ngày hôm qua đó mà chị có livestream trong cái video trước á,
Thì mọi người hỏi Chi là còn cái nào cho mọi người biết á, thì Chi hôm nay sẵn tiện Chi review lại những cái mẫu mà cái video trước mà Chi còn á nha, để cho những ai mà biết được rằng còn cái nào để các bạn đặt. Tại vì có những mẫu các chị gửi cho mình nhưng mà hết hàng rồi, nhưng mà bây giờ còn những cái mẫu nào Chi review lại còn một ít nha. Thì đây là cái áo von, cái áo von size này, cái này là Calvin Klein. Cái này á là giá 149 đồng, mà bữa nay Chi nói là Chi giảm lại. Nó cái áo này còn bao nhiêu ta, Chi cũng quên mất tiêu trên cái video đó rồi. Thì có như là ai thích cái mẫu này thì hỏi Chi nha, để Chi coi lại, để mất công nói là hai cái video mình nói nó không có giống nhau cái giá tiền. Thì cái video trước là Chi đã review cái áo này rồi. Thì còn một cái này là size, này là size số 4 nha, vải von rất là đẹp luôn nha. Chị lấy cho em cái áo này nha, là áo nào vậy Hồng Nguyên, áo nào vậy nhắn qua cho Chi nha. Đó, thì cái áo này là còn nha các bạn nha. Những bạn nào mà hôm trước mà hỏi á, thì đây là cái áo này trong cái đợt hôm trước nè, là còn một cái này nè. Rồi, cái đầm trắng này, đây là trong này có một số mẫu, có một số, một vài chị nhắn tin cho Chi nói là để lại, Chi báo giá, Chi gửi bill rồi, nhưng mà các chị chưa có chuyển tiền. Thì bây giờ Chi sẽ đem lên đây Chi review tiếp cho những ai mà người khác người ta cần. Tại vì Chi gửi báo giá cho mấy chị, mà mấy chị không chuyển tiền cho Chi thì có nghĩa là Chi biết mấy chị có lấy hay không. Thì bây giờ Chi đem ra Chi review lại cho người khác, người ta muốn người ta lấy. Tại trong thời gian á, mà mấy chị nói là để cho mấy chị thì có những người khác người ta cũng hỏi. Nhưng mà khi hỏi thì Chi nói là Chi đã bán rồi. Nhưng mà gửi bill cho mấy chị á, ngày hôm qua tới nay rồi mà chưa thấy ai chuyển tiền á, thì những cái mẫu đó Chi đem lên Chi review lại cho những người khác người ta mua nha. Ra đây là cái mẫu mà mấy chị, có một cái chị nào đó nhắn đặt rồi nhưng mà không chuyển tiền, thì bây giờ mình review tiếp lại cho mọi người nè. Đây là mẫu màu trắng nha. Màu trắng này là size số 2 đó. Size số 2 thì nói chung Chi không nhớ là Chi, nói chung mấy cái này nè, các bạn nào thích thì nhắn chụp hình gửi cho Chi để Chi coi lại cái video đầu của Chi giảm giá cái này là giá bao nhiêu tiền. Nhiều mẫu quá Chi không thể nhớ hết, nhưng mà Chi chỉ nhớ là cái mẫu này là trên video trước Chi đã review rồi. Thì bạn nào thích cái áo màu trắng này thì nhắn cho Chi. Những cái áo mà Chi đã giảm giá sale như thế này thì giá rất là rẻ ha, cho nên là các chị nào thích thì chụp hình gửi mẫu cho Chi. Và cái mẫu áo von này cũng vậy luôn nè. Còn có một cái duy nhất này thôi, ba người đang hỏi cái áo này, nhưng mà một cái chị mà đầu tiên á Chi livestream xong á, là chị đó, chị chỉ nói là chị tên Vi thôi đó, là chị nói là chị ở Washington DC gì đó. Rồi xong Chi gửi, Chi báo giá, không thấy trả lời, hôm qua nay không thấy nhắn tin, coi như là không thấy chuyển tiền luôn. Đây là cái áo von ha, cái áo von đó, dài xuống tới mắt cá các bạn, rất dễ thương luôn, cái vải rất là đẹp luôn nha. Thì áo này em cũng đem ra, chị chưa chuyển tiền thì em ra đem ra để mà em bán cho người khác nha. Thì những chị nào mà mua mà chưa chuyển tiền cho em thì em sẽ lấy em bán cho người khác, chứ em không có để. Tại vì để ra mấy chị dặn, mấy chị không có chuyển tiền thì làm sao em biết được mấy chị có lấy hay không nha. Mà không lấy á, cũng không nhắn cho mình biết, không trả lời cho mình biết luôn. Để chị nói là chị lấy cái đó nha em, để cho chị nha, rồi gửi bill xong rồi im re luôn. Đó, thì hôm nay là mình lấy ra mình để bán cho người khác đó. Rồi đây là cái mẫu mà em sẽ lấy ra em bán lại. Còn nếu mà chị hôm qua chị Vi có muốn lấy cái này thì chị chuyển tiền cho em, còn không thì em sẽ, người nào khác hỏi thì em sẽ bán nha. Rồi mẫu này là mẫu von. Rồi thì những cái mẫu này Chi đã review trước rồi mà Chi không có nói giá, thì các bạn nào muốn thì chụp hình gửi cho Chi, xong Chi sẽ hỏi, chị sẽ báo giá lại. Đây cũng vậy nè, mẫu này á cũng là chị nào đó khác nữa cũng chụp hình nói là chị thích mấy cái áo này, cũng chụp hình gửi ba cái mà cũng không nghe trả lời luôn. Rồi bây giờ em đem lên em bán cho người khác luôn nha. Rồi mẫu này vẫn còn nha các bạn nha. Mấy chị nào mà hỏi Chi hôm trước cái áo này Chi không nhớ, tại nhiều người hỏi quá Chi không nhớ ai hỏi hết. Thì bây giờ các chị nào mà muốn cái áo đen này, đen trắng này, thì em vẫn còn đang có hàng. Tại vì khách chưa chuyển tiền là em đem ra em bán lại ha, khi nào mà các chị chuyển tiền thì thôi đó. Còn nếu mà chưa chuyển tiền là em có quyền em đem ra bán lại cho người khác đó. Thì mẫu này là cái eo nó rất là nhỏ. Em bán áo đầm không bán áo gì. Cái chị nào đang nhắn tin cho em không có nhớ, em không có đọc hết tin nhắn, chị xíu em đọc lại nha. Thì cái áo này là cái áo đi tiệc, áo này là đi tiệc đen trắng, cái đầm này rất là đẹp luôn, nhưng mà cái size nó hơi nhỏ. Thì cái chị nào mà eo khoảng cỡ 65 trở lại, size extra small, thì mặc được cái áo này rất đẹp luôn nha. Thì cái áo này Chi cũng sale giảm giá rất là đặc biệt luôn á, nhưng mà Chi không nhớ rõ cái giá bao nhiêu. Thì bây giờ các chị nào mà muốn cái áo đầm đen này thì hỏi em sẽ báo giá cho em, coi lại cái video ngày hôm trước em review coi để em báo giá lại nha. Tại vì em bán là coi như mấy cái giá này em không có nhớ hết đó, không thể nhớ hết. Rồi cái áo đầm này cũng vậy nha, em đem ra bán lại nè, để dành cho mấy chị hôm qua trong nguyên một cái hai thùng hàng em review
là có mười mấy cái ha, mấy chị kêu là để cho mấy chị nhưng mà mấy chị không có, chưa chuyển tiền, thì bây giờ em sẽ đem ra đó. Đây, cái này là size medium, size medium của chị nào đó đang dặn em mà chưa, em làm em chưa thấy chuyển tiền, thì bây giờ em đem ra em rao lại nha. Đây là size medium nha mấy chị nha, size medium đó. Rồi để trong vòng 24 tiếng rồi mấy chị không lấy thì em đem ra em bán cho người khác, thế thôi đó. Mẫu này là còn một cái duy nhất thôi, rất là đẹp, size medium. Rồi đây là mẫu màu trắng nha, màu trắng hôm qua như cái này chị em nhớ 15 18 đồng chị em nhớ vậy á đó. Đó là còn mẫu này nha các bạn nha, size extra small đó, màu trắng hình như 15 hay 18 đồng chị em nhớ nha. Thì để ai mà chụp hình gửi cho chị mấy mẫu này chị sẽ review lại cái giá. Rồi mẫu màu xanh này cũng vậy nha, em rao lại nè. Màu xanh này cũng là size extra small, eo khoảng 65 trở lại, 100 pound trở lại, thì mặc áo màu xanh này rất là đẹp nha. Thì em còn một cái duy nhất luôn. Rồi cái này như hôm qua cũng sale rẻ lắm á, 18 đồng hay 20 đồng gì chị không nhớ luôn á đó. Nhưng mà những cái mẫu này, tại vì có một số người á, hôm qua livestream lên có nhiều người hỏi lắm, nhưng mà một số chị á cứ nhắn là nói cái đó là để cho chị. Rồi thì mấy người khác hỏi mình đâu có dám nói nữa đâu, mình nói là có người đặt rồi. Mình báo giá xong mình chờ chuyển tiền không thấy thì ngày hôm nay thì mình đem ra mình show lại để cho những người nào khác người ta cần ha. Rồi cái mẫu này cũng vậy nha các bạn nha. Size người nào mà khoảng 100 pound trở lại, size extra small thì cái mẫu này đó, rất là đẹp luôn ha. Mẫu này cũng dễ thương lắm nha các bạn nha. Vải cực kỳ đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi tiếp theo còn một cái mẫu này, hôm qua là mấy 3-4 màu bán hết rồi, còn có mấy cái màu này. Cái này là màu real size lớn nha, cái này là size S nhưng mà cỡ khoảng size M mà cũng vừa luôn nha, M luôn đó, là có nghĩa là này màu real đó. Thì cái này cũng còn nha mấy chị nha. Đây là cái mẫu hàng của đợt trước em review, nhưng hôm nay em review sẵn, em review lại để cho mấy chị biết rằng là trong cái đợt hàng trước là còn lại những cái này nè, để mấy chị khỏi mất công hỏi em. À đây là một cái áo đầm mà nãy chị nói với các bạn là cái màu đen nè. Đó, đây là cái màu real ngày hôm qua chị review đó, trong video trước đó. Đó, giống như cái này mà chị đang mặc cái màu đen nè. Mà cái áo màu dây ở ngoài nè các bạn, rất là dễ thương luôn. Đó, áo màu dây, áo dây ở ngoài nè mà đi biển đó. Đó, rất là dễ thương, mình phối đồ lên rất là đẹp luôn nè. Đó. Thì em còn cái màu này ha. Màu này với lại màu xanh đen. À với lại màu đen. Rồi còn cái dạng áo này nè, thì ngày hôm qua cũng còn mấy cái đó, mình đã gửi mấy cái cho mấy chị rồi. Thì ngày hôm nay cũng còn lại mấy màu này, thì còn size extra small thôi nha. Extra small luôn đó. Thì đó là còn một màu này nè, với lại màu cam. Màu cam với lại màu này nha. Đó, ba màu. Đó, dạng đi biển đó, áo bẹt vai như vậy nè, đó. Thì mấy cái mẫu này là mấy mẫu chi còn lại ở trong cái đợt hàng hôm trước nha, là còn lại tất cả các mẫu thì chị đã bán hết rồi. Chỉ còn có mấy cái mẫu này á, là mấy chị á, giống như là dạng người ta nói gọi là bom hàng đó các bạn. Ôi chị lấy cái đó nha, để cho chị cái đó nha. Rồi xong xuôi rồi em gửi mẫu, em gửi tin nhắn, em gửi tiền xong cái mấy chị im luôn đó. Cho nên là cái này là mấy chị chơi kiểu này là hơi buồn lắm á. Tại vì á, hàng này á, bao nhiêu người ta muốn mua mà em nói là mấy chị lấy rồi là em không để lại cho người khác, là mấy chị để vậy mấy chị im re luôn á, thì bây giờ em sẽ lấy em bán cho người khác nha. Rồi đây màu cam thấy các bạn ha. Rồi coi như cái này chỉ còn 3 màu. Rồi xong. Thì hai cái video á, hôm bữa nay với lại hôm trước á, là coi như là những cái mẫu này còn một ít mẫu cái hôm trước là chị còn đó. Rồi còn bao nhiêu là những cái mẫu ngày hôm nay là chị nói giá trên video luôn rồi. Thì các chị nào thích chụp hình gửi mẫu cho chị nha. Rồi, tạm thời chị tạm dừng cái video ngày hôm nay ở đây, review về đầm. Còn một số áo nha, áo và một số mẫu khác thì chị sẽ review trong video tiếp theo để chị sắp xếp thời gian. Có thể ngày mai nha, nếu chị rảnh chị sẽ review tiếp. Rồi còn giày dép nữa. À, còn một số những sản phẩm khác nữa, nhưng mà tạm thời là như vậy. Nếu mà ai thích cái nào thì chụp hình gửi mẫu cho chị, những chị nào khách quen của chị thì chị biết rồi, thì cái đó chị để lại cho mấy chị thì mấy chị không cần quan tâm, không cần lo. Còn những người nào khách mới nhắn tin cho chị kêu để hàng lại mà mấy chị không chuyển tiền thì chị sẽ bán cho người khác, chứ chị không để dành cho mấy chị nữa trong vòng 24 tiếng thôi. Chứ em không thể nào em để rồi mấy chị cứ kêu để đó xong rồi im re luôn, thì em sẽ bán cho người khác nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của chị. À, bây giờ chị sẽ dọn dẹp cái này rồi xong chị review lại, nãy giờ chị thấy tin nhắn vô quá trời luôn. À, chị sẽ review lại từng cái tin nhắn của mọi người nha. À, và chị sẽ chốt hàng cho tất cả những ai đã đặt hàng trong cái livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào cái livestream tiếp theo, còn những cái áo nha, còn một số áo và đầm nữa, nhưng mà video quá dài rồi thì mình sẽ xin tạm dừng ngày hôm nay ở đây nha.
Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.